Chuyện á, gầy mòn cả người ra đây này. Sao thế? Thế thôi, để tôi trình bày cho nghe. Cho em xin hít nhạc, nhưng phải bài em thích nhá. Từ lúc lên đây tuần nào cũng phải họp. Sự kiện nhiều vô biên. Nhiều quá, đâu hết cả đầu đây này. Biết tác dụng rồi. Thế nhưng trình lên làm sao để hoàn duyệt mà không được hà tào. Để rồi buồn ơi, bác kế hoạch còn đó mà sinh phương đỡ nghĩ tết rồi còn đâu. Đau quá. Là mô hình điểm ấy nhá. Hay quá. Hân hoan đoàn viên, ice cream trông chờ hàng năm. Tháng thanh niên làng cả chuỗi sự kiện. Chiều tím không mây, đường cũ bước lần về. Buồn nghe say sứt tim. Ôi trời trời trời. Tính ngăn nhà phổi gì ở đây? Này, đây là buổi trầu nhá, chứ không phải là cái gì nhỉ? Buổi trình diễn âm nhạc live show gala nhá, được chưa?